Cả nhà ơi, các bác ơi, hôm nay em về một siêu phẩm đại chất luôn. Một con xe giá chỉ bằng ngang với lại một con Kia Morning. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ số tự động đến từ hãng Mazda CX-5 các bác nhá. Mà chiếc xe thì vẫn còn siêu đẹp, siêu mới và vẫn còn rất là zin, như là máy số theo chỉ của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, xe đẹp chưa? Và đây là một chiếc xe đi không nhiều, là một chiếc xe đi rất là ít các bác nhá. Đấy, các bác mình cảm nhận cho em trên clip video này để mình thấy được độ mới đẹp của con xe CX-5 này các bác nhá. Đấy, đèn đóm của xe đây các bác nhìn xem, rất là mới luôn này. Đấy, có bi cầu, có rửa đèn pha. Đấy, và lúc sơn của xe đây các bác nhìn xem, sáng bóng. Đấy, quay gương được luôn. Lốp thì vừa mới thay xong, là lúc bánh đĩa bánh ABS. Con này em mua chính chủ người bên Hải Phòng các bác nhá. Đấy, lúc bấm từ một trạm tại năm cửa xi nhan báo rẽ trên gương. Nội thất con này là màu đen và bên ngoài nó là màu trắng. Các bác mình cũng đã nhìn thấy đúng không ạ? Và đây các bác nhìn cảm nhận cho em độ mới đẹp của con xe này. Đây các bác nhìn này. Những cái bị trên này nó là bằng chất liệu da, và da của xe đây các bác nhìn xem này, nó vẫn đẹp như thế này luôn. Đẹp như thế này luôn. Đấy, da zin nguyên bản theo xe nhá. Đặc biệt là cái ghế lái. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe đi nhiều thì ghế lái không bao giờ được đẹp được mới như thế này các bác nhá. Ghế lái bao giờ cũng sẽ ngồi nhiều, đặc biệt là cái mặt ngồi này đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn xem, ghế lái đẹp chưa? Và vô lăng cũng vậy, vô lăng rất đẹp nha các bác. Đấy, vô lăng rất đẹp luôn này. Đấy, cầm sờ và sử dụng vào cái vô lăng này ít cho nên nó mới được đẹp như vậy các bác nhá. Rất nhiều những phím điều khiển được đặt hai bên, có ga tự động, túi khí an toàn, logo đây. Đấy, chưa bị bạc này. Dừng đỗ thông minh. Đấy các bác nhá. Và đây này. Rất nhiều, và ghế điện các bác nhá, ghế điện này. Số tự động nhá. Đây số tự động. Đấy. Dạ vâng. Điều hòa đây, nóng lạnh đầy đủ. Và các bác nhìn xem, đã lên thêm một màn hình giải trí Android cỡ lớn loại to đùng. Và đây có đề khóa thông minh Start Stop đây này các bác này. Đấy, em lổ máy lên cho mình thấy nhá. Này. Đấy, bấm là đã lổ rồi đấy ạ. Lổ luôn rồi. Đấy, màn hình cũng đã hoạt động rồi. Đúng không ạ? Màn hình cũng đã hoạt động rồi. Và km của chiếc xe này đang báo cho đây là chưa tới 10 vạn km các bác nhá. Quá là ít luôn. Và có cam hành trình các bác nhá. Và có cửa sổ trời các bác nhá. Đấy, giá tiền không bằng một con Morning. Cái tội gì mình phải đi Morning làm gì? Đi hẳn con xe này cho nó sướng cuộc đời đúng không ạ? Đấy, các bác mình đi dùng cả đời luôn, yên tâm các bác nhá. Đấy, khóa cửa này. Cả đời mình dùng đi con này yên tâm luôn các bác nhá. Đấy, Mazda CX-5 là một trong những cái dòng xe nó rất là bền lành, nó rất là kinh tế và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí sau này các bác mình sử dụng các bác nhá. Đấy, form dáng thì đẹp, chạy thì sướng, phụ tùng thì nhiều. Đúng không ạ? Đấy, dòng này thì cực kỳ là bền rồi, siêu bền luôn. Tiền tỷ lúc mới đấy các bạn, tiền tỷ lúc mới bây giờ thì chỉ còn bằng một chiếc xe Kia Morning thôi. Morning quen thôi, Morning con bé bé đấy ạ. Vâng, là mình đã được mua chiếc xe, một xe CX-5 đẳng cấp đây rồi các bạn nhá. Đây các bạn nhìn đi. Đấy, được chưa? Mép cửa của nó này. Đấy, lòng vách các bạn nhìn này. Sơn xi xe từ trong ra đến ngoài rất là đẹp luôn nhá. Đấy, 480 cánh cửa xe nó được như thế này luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, trời thì hơi tối một tí nhưng mà vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Đấy, quan trọng nhất là đây là một chiếc xe đi ít và là một chiếc xe zin các bác nhá. Quá tuyệt vời và ngoan quắc. Đấy, ghế sau không ngồi mấy cho nên là vẫn đẹp như thế này. Chỗ này có cái tì tay, chỗ này là chỗ để cho mình để nước các bác nhá. Có thảm sàn kiểu dạng 5D đây rồi. Đấy, trần của xe cũng là trần lý. Ghế ra nốt dày. Đấy, được chưa? Đèn đóm xe trước sau rất là mới đúng không ạ? Một cái màu trắng, một cái màu mà rất là ưa nhìn, một màu mà được nhiều người quan tâm. Một cái màu nó rất là sáng, nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Dòng này nhá, cốp sau rất là to để đồ cho mình thoải mái luôn, có cam lùi. Đấy. Có ống xả, có cảm biến. Đấy, đèn đóm rất là mới luôn, các bạn cũng đã nhìn thấy đúng không ạ? Đấy. Sơn xi nét căng đúng không ạ? Có xe mà các bác mình mang về không cần phải sửa soạn, không cần phải làm cái gì cả, đổ xăng là mình đi ngay thôi. Đấy, nhiên liệu thì quá ít luôn, loanh quanh tầm khoảng là 5 đến 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy là đi đường trường. Đấy, đường phố thì nó sẽ cao hơn. Được chưa? Dạ vâng, đây các bác nhìn nữa này. Đấy. Lòng vách cánh cửa nó như thế này luôn thì các bác biết được chiếc xe này nó như nào đúng không ạ? Nhiều con lòng vách nó xấu kém rồi, con này của em lòng vách nó đẹp như thế luôn. Đấy đây, các bác ơi. Các bác cảm nhận đi, các bác nhận xét ở phía bên dưới khi mình có sự đánh giá về chiếc xe CX-5 này của bên em các bác nhá. Ok chưa? Đấy vâng, rồi. Cảm ơn các bác mình đã quan tâm và theo dõi video clip này. Cảm ơn các bác mình đã theo dõi kênh của bên em trong thời gian qua. Tí em sẽ báo giá cho toàn thể các bác mình để các bác mình nắm được các bác nhá. Vâng, ok các bác. Và đây là phần tiếp theo. Dạ vâng, được chưa? Đấy. Em sẽ quay đầy đủ như vậy để cho mình thấy được độ đẹp, độ zin, độ mới của con xe CX-5 này nhá. Đấy, được chưa? Đây các bác nhìn đi. Đấy, ghế này. Toàn bộ ghế của xe nó vẫn là ghế da zin nguyên bản từ lúc mới luôn các bác nhá. Chỗ này có túi khí an toàn đây này. Túi khí an toàn nằm rất nhiều nơi nhá. Rất nhiều nơi luôn. Đây là một cái cốp đồ tì tay. Đấy. Điều hòa auto nhá các bác, kiểu điều hòa điện nhưng mà điều hòa cơ đâu. Đắp lô này cũng bằng chất liệu da luôn này.
Đấy, mỗi tội quay trời nó hơi chuẩn bị tối, trời tối tối một tí cho nên là nó nhìn nó chưa rõ lắm thôi đúng không ạ? Nhưng mà như này là cũng đã lép rồi vì em quay chậm mà đúng không ạ? Em quay chậm em quay kỹ mà đúng không ạ? Đấy, kính của xe thì có thấy đã mục dán rồi. Đã mục dán rồi. Hai bên đều nút bấm từ một chặng là tay nắp cửa này, sinh nhan báo dễ, gương này đăng kiểm của xe tháng 5 năm 2025 luôn các bác nhá. Đấy, dạ vâng. Đây các bác nhìn đi, nước sơn nó này càng đẹp càng đẹp luôn này. Đấy, và đây là phần lốp này, đẹp chưa? Đấy, đèn đóm này. Đấy, đèn đèn bi cầu luôn nhá, đèn này là đèn pha zin nhá, chứ không phải pha là ấy đâu. Vâng, và đây này, rửa đèn pha này, đầu đây. Hồ sơ con này cầm sẵn trong tay về bấm biển ngay trong ngày các bác nhá, được chưa? Ok chưa? Đây các bác nhìn này, thân vỏ của xe thì rất là đẹp và loại này thân vỏ rất là cứng nhá. Cứng rời và con này có cam 360 luôn nhá, đây này, có cam này. Đấy, cam 360 độ kết hợp với cái màn hình kia các bác nhá. Đấy, và giá thông tin của xe thì em cũng đã ghi ở trên đây. Đấy, bác là muốn bớt thêm bao nhiêu thì cứ bảo bên em để em tính em bớt cho mình làm sao với mức giá đẹp nhất, dễ vào việc nhất cho cái mẫu xe này các bác nhá. Giá còn bớt rất là nhiều luôn. Đấy, dạ vâng. Bớt tương đối là nhiều. Nên là mình quan trọng là mình có đúng chân hay không, có muốn vào việc trước hay không thôi. Còn nếu mà muốn vào việc kiểu gì mình cũng sẽ mua được nha em, để cho mình giá tốt nhất, dễ vào việc nhất các bác nhá. Alo bên đi. Alo em đi. Đây ba số điện thoại hotline bên em, đây có hai số này các bác này, hai số đây này. Bên em còn nhiều xe lắm, hiện tại đang có là hơn 100 xe các loại ở trong kia các bác nhá. Đấy, 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Các bác mình check định vị của map cho em là cầu Phú Giảo, thành phố Hải Dương để đến với bên em Mr. Trump các bác nhá. Em còn nhiều xe lắm trong kia kìa các bác kìa. Đấy, Tucson máy dầu 2018 rồi Sorento 2018 máy xăng 2.4 rồi rất nhiều xe khác nữa. Các bác mặt lại Mr. Trump. Các bác mình nhớ đến đăng ký theo dõi follow để đồng hành nhá, và hãy nhớ nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ ủng hộ em nhá các bác ơi. Đấy. À, bên em có ship xe hỗ trợ sang tên, bên em có đổi xe, có thu mua lại xe tất cả các loại, hỗ trợ sang tên, có ship xe đầy đủ hết các bác nhá. Dạ vâng, xin chào các bác và em hẹn gặp lại các bác vào video lần sau nhá.